Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024. Tại hội nghị, ban tổ chức đã thông qua dự kiến nội dung chương trình tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Tam Dương giai đoạn 2019-2024, đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên. Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Tam Dương dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2024. Đây là đại hội được tổ chức làm điểm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân khu 2. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong huyện để làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện đại hội được thông qua các cấp theo quy định. Hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024. Trong những ngày tháng 4 lịch sử, Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đang tổ chức ra quân huấn luyện cho lực lượng dân quân, xã, phường và phát động đợt thi đua cao điểm tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2024. Trong thời gian huấn luyện, cán bộ chiến sĩ dân quân của các địa phương trên địa bàn thành phố được học tập các nội dung chính trị về chiến lược, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ dân quân được huấn luyện động tác điều lệnh đội ngũ, cấp cứu và chuyển thương, kỹ thuật trinh sát, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Các xã phường phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi trở lên. Để đạt kết quả cao cho công tác huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường đã phát động đợt thi đua cao điểm, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất và thực hiện phương trường huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng, sát tình hình thực tế địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hành, giữa huấn luyện với làm công tác dân vận, huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình, đảm bảo cán bộ chiến sĩ, dân quân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Tường tổ chức công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Vũ Di đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Năm 2022, xã Vũ Di được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là nền tảng vững chắc để xã Vũ Di tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sau một năm thực hiện, xã Vũ Di đã đạt các tiêu chí theo quy định. Hiện nay, trường tiểu học và trung học cơ sở Vũ Di đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Các tuyến đường của xã đều đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, hệ thống ao, hồ, đầm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt. Công tác phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình đạt tỷ lệ gần 80%, tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vụ đông xuân năm nay, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, lượng mưa ít, mực nước trên các sông hồ sụt giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo đủ nước cho sản xuất của nhân dân. Vụ đông xuân 2023-2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Liên Sơn có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho gần 20.000 hecta gieo trồng. Để đảm bảo đủ nước tưới cho diện tích cây trồng đảm nhiệm, công ty đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các xí nghiệp trực thuộc chủ động nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết, mùa vụ, lắp đặt các máy bơm dã chiến tại các khu vực khó khăn về nước tưới. Đồng thời, công ty đã áp dụng các biện pháp như xả nước, thực hiện tưới tiết kiệm, tưới luân phiên. Do cái biến đổi khí hậu thì hiện nay là mực nước sông Hồng, sông Lô xuống rất thấp. Dẫn đến là cái trạm bơm Bạch Hạc và trạm bơm Đại Định là hiện nay là không thể vận hành được. Do đó là rất khó khăn cho công ty về cái công tác vận hành tưới dưỡng. Để đảm bảo chủ động, không phụ thuộc vào cái xả nước của tập đoàn điện lực. Chủ động trong cái công tác tưới dưỡng và tưới đổ ải thì công ty cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh là sớm cải tạo nâng cấp ba cái trạm bơm ven sông Hồng và sông Lô như trạm bơm Bạch Hạc, trạm bơm Đại Định, trạm bơm Nữ Trì để công ty chủ động trong cái việc vận hành bơm cấp nước cấy cũng như là tưới dưỡng hàng năm. Để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống hạn, bảo vệ sản xuất,
ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các công ty trách nhiệm hạn một thành viên thủy lợi huy động nguồn lực để nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng do cấp huyện và xã quản lý. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu, mực nước trong mùa khô, rà soát kiểm tra các công trình, kênh mương, cống đập, triển khai thực hiện kế hoạch bố trí chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi và các ủy ban nhân dân các huyện là đối với các vùng khó khăn về nước thì lắp đặt các dạng trạm bơm dã chiến, máy bơm dã chiến để phục vụ nước cho các cái vùng mà nó hạn hán. Đối với những cái vùng mà thực sự nước khó khăn mà các công trình thủy lợi không thể phục vụ được thì cũng khuyến cáo người dân là chuyển đổi cây trồng sang những cây trồng ít sử dụng nước và có hiệu quả kinh tế. Công tác chống hạn đang được các địa phương triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, trước dự báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục nắng nóng gay gắt, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân sử dụng những biện pháp tưới nước tiết kiệm, nạo vét ao hồ tích trữ nguồn nước, triển khai các biện pháp che phủ gốc, đảm bảo độ ẩm cho cây trồng, xây dựng, nhân rộng các mô hình tưới nước tiết kiệm, đảm bảo nguồn nước chống hạn, phục vụ sản xuất hiệu quả. Chỉ còn khoảng gần 3 tháng nữa là thí sinh lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đây là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Công tác ôn thi cho học sinh đang được các nhà trường trên địa bàn tỉnh gấp rút thực hiện. Với kinh nghiệm nhiều năm được nhà trường phân công giảng dạy ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, cô giáo Phạm Thị Kim Dung, trường Trung học phổ thông Phạm Công Bình cũng đã bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ôn tập môn lịch sử cho các em học sinh. Thì các giáo viên cũng đều có sự trao đổi giữa các giáo viên trong nhóm để nhằm đó là tăng cường hơn nữa và khuyến khích hơn nữa về sự thích thú của các em đối với môn lịch sử và đặc biệt hơn là nâng cao về chất lượng đối với môn sử. Ví dụ như là tạo điều kiện cho các em đó là làm đề theo cặp. Thứ hai đó là trao đổi thảo luận đối với giáo viên trực tiếp ngay trên lớp đối với các vấn đề mà các em muốn tìm sâu hơn. Em nghĩ là đầu tiên là phải hệ thống được tất cả các kiến thức liên quan đến phân thì của đề của bộ. Sau đó là kết hợp với cả nghe cô giảng trên lớp, cộng thêm cái việc là đọc trong sách giáo khoa để mà cháu dồi thêm kiến thức để làm được những cái cấu phần vận dụng cao hoặc là thông hiểu. Mức độ nhận biết, thông hiểu của đề thi minh họa là chủ yếu. Do vậy, cô Nguyễn Thị Thu cũng rèn luyện các kỹ năng cơ bản và nâng cao để ôn tập môn địa lý cho từng đối tượng các em học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Phạm Công Bình. Sau khi mà cái phương pháp mà tôi được áp dụng thì nhiều em đã đạt được mức khá, có nhiều em là đạt mức giỏi ở mức 8, 9 và có những em ở trên 9 điểm. Và đặc biệt tôi cũng rất chú trọng đến kỹ năng khai thác Atlas, bởi vì kỹ năng khai thác Atlas là một trong những kỹ năng chiếm cái điểm số từ 15 câu trên tổng số 40 câu. Và tôi thấy rằng kỹ năng đó rất là quan trọng, giúp các em, đặc biệt là những học sinh yếu của trường Trung học phổ thông Võ Bình, giúp các em có những cái điểm số cao. Đối với em thì phương pháp học của em là chăm chỉ tìm tòi từ tài liệu cũng như là học hỏi từ các bạn khác. Có những vấn đề nào mà không biết thì em cũng sẽ hỏi các thầy cô ạ. Cũng như nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, công tác tổ chức ôn tập cũng được trường Trung học phổ thông Quang Hà, huyện Bình Xuyên thực hiện khá khẩn trương, bài bản, giúp học sinh chuẩn bị kiến thức, kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Và từng học sinh phải đăng ký cái điểm số từng môn một cụ thể để đấy đó là mục tiêu để phấn đấu. Và thầy cô phải có kế hoạch cụ thể để làm sao đạt được cái mục tiêu đó. Và nhà trường cũng sẽ có những cái kế hoạch để bồi dưỡng học sinh yếu kém, để tất cả những học sinh đạt cái điểm số mà chưa đạt thì có thể cập những cái mảng kiến thức mà còn lỗ hổng thì bổ sung kiến thức cho các em. Ngoài việc học ở trên lớp thì bọn em cũng có tìm hiểu và tham khảo một số những cái nguồn tài liệu ở trên mạng để có thêm những cái cách tiếp cận kiến thức mới cho mình. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024. Việc tổ chức ôn thi cho học sinh khối lớp 12 bằng nhiều giải pháp không chỉ giúp củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thi mà còn góp phần giúp học sinh vững vàng tâm thế, sẵn sàng bước vào kỳ thi sắp tới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.